Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh Xe Hay Thứ Giàu của em ạ. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc Hyundai Accent số sàn bản đủ phiên bản 21 ạ. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và những tính năng option ạ. Thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ. Với giá niêm yết nó đang là 472 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho em đấy ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 465 triệu nhá. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe này Accent số sàn bản đủ này lăn bánh nhân nội giờ đang là 544 triệu ạ. Còn trả góp anh em bỏ ra với giá đang là 179 triệu rồi nhá. Còn là tỉnh thì đang là 517 triệu ạ, đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 151 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 535 triệu đối chất thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 170 triệu thôi nhá. Đó chính là phần giá xe và tổng trên bánh thì sẽ là luôn luôn cam kết với anh em giá lúc nào tốt nhất thị trường cho em ạ. Ok, tiếp theo là những tính năng option của chiếc xe Accent số sàn bản đủ phiên bản 21 và năm sản xuất 21 ạ. Thì em xin phép được giới thiệu cho em ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể nhá. Kích thước tổng thể của chiếc xe Accent số sàn này dài đang là 4m440 ạ. Rộng thì đang là 1m729 ạ, còn cao đang là 1m460 nhá. Còn chiều dài cơ sở nó dài đang là 2m60 đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe nó đang là 15cm nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng. Mặt lưới ca lăng của nó thì là mặt lưới sử dụng ngôn ngữ của Hyundai, đó chính là mặt lưới ca lăng hình lục giác dạng thác nước ạ. Viền xung quanh nó mạ chrome nhá. Đấy. Phần bản mặt ca lăng bản 2021 này thì nó được thiết kế là to hơn, rộng hơn, nhìn rất là hiện đại đấy ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Accent số sàn bản này thì sẽ là cụm đèn halogen dạng projector nhé. Đấy. À, bản này thì sẽ nó có thêm được đó chính là đèn góc chiếu. Tại sao tôi dùng đèn góc chiếu ạ? Bởi vì là khi mà mình đánh sang bên trái hoặc bên lặt bên phải thì đèn góc chiếu nó sẽ sáng lên, giúp cho ánh sáng mình sẽ rộng hơn, tầm quan sát mình sẽ dễ hơn rất là nhiều ạ. À, đây là đèn LED ạ, còn đây là đèn LED ban ngày, đèn LED ban ngày. Nó thực thiết kế nhìn kiểu cách đã khác so với phiên bản 2020 đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó vẫn sử dụng đó chính là đèn halogen dạng projector nhá. Và thiết kế thì nó đã khác hơn, thiết kế nhìn trông nó hiện đại hơn, khỏe khoắn hơn và thể thao hơn rất là nhiều ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Accent số sàn bản đủ này thì sườn xe nó được dập nổi rất là nhiều, tạo cho chiếc xe nhìn nó cứng cáp, chắc chắn và không kém sự sang trọng ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhá, màu sẽ là màu bạc trắng á, vành sẽ giống như phiên bản 2020. Các tính năng an toàn đi theo xe gồm có phanh đĩa cho cả 4 bánh này, hệ thống phanh ABS này, phân bố được phanh điện tử EBD này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này và rất nhiều tính năng an toàn. Thì em xin phép được cuối video để giới thiệu cho anh em. Còn em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhá. Tích hợp trên đấy là xe là có xi nhan trên gương, nó bằng LED đèn LED đấy ạ. Nó sẽ có chỉnh điện và cập điện anh em nhé. Đó. Còn em giới thiệu cho anh em về phần tay nắm cửa này. Tay nắm cửa của bản này sẽ là tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa nhé. Và tích hợp trên đấy sẽ là có nút bấm, đó chính là chìa khóa thông minh đấy ạ. Còn đây là phần chân kính này. Chân kính của phiên bản 2021 này thì chân kính của nó sẽ là chân kính bằng mạ chrome rồi. Nó không phải chân kính nhựa như là phiên bản 2020 chưa nữa. Đấy. Tay nắm cửa mạ chrome cho cả 4 cánh cửa anh em nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng này, trần phẳng nhá, không có cửa sổ trời đâu ạ, cửa sổ trời duy nhất chỉ cho bản đặc biệt thôi ạ. Còn đây là phần anten của nó sẽ là anten vây cá rồi nhá. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe 2021 này thì khá là giống phiên bản 2020. Đó chính là từ hệ thống đèn này, về thử thiết kế tổng quan khá là giống nhau nhá. Có điều khác nhau đó chính là có phần cản sau này nó sẽ khác nhau này, từ phần hốc gió này cho đến phần cản sau này, được phần ấy sẽ được nẹp mạ chrome này. Bản cũ của nó chính là phần nhựa, hoàn toàn là nhựa hết thôi nhá. Các tính năng an toàn bên phần đuôi xe này có như có như sau, đó chính là cảm biến lùi 4 mắt này, 1 mắt, 2 mắt và bên kia là tổng là 4 mắt nhá. Và có camera lùi đấy ạ. Còn đây, giờ em sẽ mở cốp lên cho anh em xem. Cốp sau của bản này thì giống như là bản 2020, nó cốp rất là rộng nhá. Có một điều khác biệt đó chính là hệ thống, đó chính là cái gì ạ? Xin lỗi ạ, đó chính là cái ghế sau của chiếc xe Accent này sẽ không gập được nhé.
thì giúp cho nếu mà mình muốn để đồ dài, đồ rộng, đồ to thì mình sẽ không để được. Rất là tiếc. Hàng cái thứ hai không gặp được ạ. Còn đây sẽ quay cho anh em về phần lốp sô cua này. Lốp sô cua của chiếc Accent số sàn thì sẽ giống như bốn lốp chính nhá. Vành đúc hợp kim nhôm màu bạc trắng á, vành 14 inch nhá. Đó. Ở giữa này sẽ là bộ đồ tháo lốp và kích lốp đấy ạ. Còn đây, em giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu thì đối với ở trong đô thị đang là 8,25 nhá. 8,25 lít đấy ạ. Ở ngoài đô thị đang là 5 lít 24 và kết hợp trung bình đang là 6 lít 33 nhá. Ok, giờ em đi sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Em giới thiệu anh em về bên trong nội thất này. Nội thất của nó sẽ là nội thất màu be kết hợp màu đen, tạo ra không gian nhìn bên trong nhìn rất rộng rãi và không kém sự sang trọng ạ. Còn em giới thiệu cho anh em về phần ghế này. Ghế của nó sẽ là ghế lỉ nhá. Ghế lỉ màu be, ghế lỉ nhá, không phải ghế da. Ghế da chỉ duy nhất dành cho số tự động bản đặc biệt thôi ạ. Ghế được chỉnh cơ 6 hướng này. Đó, ghế chỉnh cơ 6 hướng nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng này. Vô lăng của bản này chính là có vô lăng 3 chấu này. Vô lăng 3 chấu anh em nhá. Có tích hợp trên đấy sẽ là có điều chỉnh âm lượng này, đàm thoại rảnh tay này. Và bên này sẽ là điều chỉnh bản đồ táp lô nhá. Nó sẽ không có cruise control. Cruise control chỉ duy nhất cho bản số tự động bản đặc biệt thôi ạ. Số túi khí bản này sẽ có 2 túi khí anh em nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về bên cánh cửa này. Cánh cửa bản này sẽ là có, đó chính là có cục gương này, điều chỉnh 4 mặt gương này, điều chỉnh khóa kính này, khóa cửa này, và lên kính xuống kính cho cả 4 cánh cửa. Riêng ghế lái sẽ là có tự động lên và xuống kính nhá. Chống kẹt luôn đấy ạ. Ok, giờ em sâu vào bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Đây em giới thiệu cho anh em này. Đó chính là đầu tiên, đó chính là chìa khóa thông minh một chạm nhá. Chìa khóa thông minh một chạm, giờ em sẽ bật on lên cho anh em xem. Đây, em giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ táp lô rồi. Bảng đồng hồ táp lô của bàn này thì nó chính là nó khác hoàn toàn so với cả phiên bản 1920. Đó chính là bảng đồng hồ táp lô bằng điện tử, digital hết rồi nhá. Đó, nhìn thiết kế nhìn giống rất là hiện đại và rất là sang trọng cho anh em đấy ạ. Còn đây là chi tiết bên trong, đó chính là đây là công tơ mét này. Đấy, mức nhiên liệu này, còn bên này vòng tua động cơ này. Đấy. Còn đây sẽ là nhiệt độ rất là mát anh em nhá. Đó. Còn đây là cài đặt cho anh em bằng hình ảnh, âm thanh, ánh sáng, rất nhiều cái đặt cho anh em. Rất là tiện lợi cho anh em đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cần điều chỉnh ánh sáng này. Nó có thể chế độ auto. Auto là gì ạ? Là tự động bật sáng khi mà vật trời tối, hầm tối anh em nhá. Đó. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần gạt mưa này. Cần gạt mưa của nó cũng có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Tự động gạt mưa khi mà trời có mưa anh em nhá. Theo em anh em thì luôn luôn để chế độ auto này nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình giải trí. Màn hình của nó sẽ là màn hình cảm ứng 8 inch anh em nhá. Màn hình cảm ứng 8 inch có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả định vị chỉ đường cho anh em bằng hình ảnh và bằng âm thanh đấy ạ. Nó có kết nối auto Android này, Apple CarPlay nhá. Rất là tuyệt vời đúng không anh em? Đó. Còn đây em giới thiệu cho anh em về tiếp theo nữa là hệ thống điều hòa này. Điều hòa của mày sẽ là điều hòa cơ chỉnh tay nhé. Điều hòa tự động chỉ dành duy nhất cho bản đặc biệt thôi ạ. Nhưng mà thiết kế đó em đánh giá nó rất là tiện lợi và rất là hài hòa và đánh giá nó rất là sang trọng đấy ạ. Đó. Đây các cửa gió này, cửa gió điều hòa này. Nó thiết kế nhìn trông rất nổi bật anh em ạ. Đó. Ok, em sẽ giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này có gì nữa không ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần dưới nhé. Đó chính là có tẩu thuốc lá này. Nó sẽ bỏ cái kết nối AUX, nó sẽ có cổng USB thôi nhá. Và đây là cổng điện 12V đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần hộp số này. Hộp số của bản này sẽ là hộp số sàn 6 cấp anh em nhá. Số sàn 6 cấp đấy ạ. Đấy, còn giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này. Thì là có đây là hộp để tàn thuốc lá này. Rất là ưu ái cho anh em làm đúng không? Đây, phanh tay nó phanh cơ anh em nhá. Đây hộp tựa tay trung tâm này. Hộp tựa tay trung tâm của nó thì khá là to bản. Được bọc da phần trên này, sờ rất là mềm mại đấy ạ. Ok, giờ em sẽ quay cho anh em về phía trên đường này. Thế là có gì không ạ? Đó chính là có gương chiếu hậu bên trong xe. Thì nó cơ bản thôi, nó không có gì quá nổi bật cả. Còn em giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần nó cũng cơ bản thôi. Nó sẽ có 3 chế độ này, luôn luôn đóng này, mở cửa từ sáng và luôn luôn sáng nhá. Hoặc mình có thể bấm cơ đây trực tiếp này. Đó, bấm cơ trực tiếp đây nhá. Lần này mình có thể để kính hoặc là để tài liệu đăng ký đăng kiểm đèn đây. Phần trần xe của nó sẽ là trần phẳng thôi nhá, không có cửa trời. Màu sẽ là màu ghi đấy ạ.
Ok, giờ em sẽ sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Đây, giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai này thì nó là giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là ghế lỉ nhá. Và được màu sẽ là màu be và màu đen. Đấy. Hàng ghế thứ hai này mình sẽ không được gặp được phẳng hoặc là gặp được 60-40 nhá. Nó sẽ cứng cố định luôn đấy ạ. Đấy. Giờ em show vào bên trong để giới thiệu cho anh em ạ. Đầu tiên thì em sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi nhé. Rộng rãi của nó thì em cao 1m80 này. Thừa vẫn còn được khoảng gần một găng tay nhá. Rất là rộng rãi và thoải mái cho anh em đấy ạ. Đây, hàng ghế thứ hai của nó sẽ là có thêm được cửa gió cho hàng ghế thứ hai cho anh em đấy ạ. Rất tuyệt vời anh em. À, vì sau này nó sẽ là có cổng sạc điện thoại đấy nhá. Đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Giờ em sẽ quay cho anh em về tổng quan cho anh em về hàng ghế đầu tiên. Đây ạ, tổng quan cho anh em về hàng ghế đầu tiên đấy nhá. Nếu ai một người khó tính hay một người kỹ tính về những tính năng hay là những option của chiếc xe Accent số sàn mà đủ mang lại cho anh em, thì em nghĩ là khó lòng chiếc xe này có thể là chê trách nó quá nhiều về những tính năng option được. Thì tại sao anh không gọi điện cho em đi ạ? Qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết với anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Ok, tiếp theo em sẽ sang phần động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ ạ. Em giới thiệu cho anh em về phần động cơ này. Động cơ của nó thì vẫn sử dụng động cơ của phiên bản 2019 và 2020, đó chính là động cơ Kappa 1.4 ạ. Với mô men xoắn cực đại nó đang là 132 Nm trên cho 4.000 vòng trên phút nhé. Còn công suất cực đại nó đang là 100 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút đấy ạ. Dung tích bình nhiệt bản này thì sẽ là 45 lít nhé. Ok, thì em sẽ đi sâu ở bên trong để giới thiệu cho anh em chi tiết hơn ạ. Đó, đầu tiên đó chính là giới thiệu cho anh em về nước rửa kính này. Đây là nước rửa kính nhé. Còn đây là động cơ của nó sẽ là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng ạ, 1 2 3 và 4 ạ. Cổ hút được để lên dần cao rồi ạ. Acquy của nó acquy khô. Pinaco rất là to nhá. Còn đây màu vàng đó chính là dầu phanh đấy ạ. Ok, giờ đây em sang bên tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe này Accent số sàn bản đủ này có gì không? Em xin phép được giới thiệu cho anh em ạ. Đây, em giới thiệu cho anh em về phần tổng thể này. Về kích thước tổng thể như đầu video em đã giới thiệu cho anh em rồi. Tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Accent số sàn bản đủ này thì có những tính năng an toàn như sau. Hay có hệ thống ABS này, hệ thống cân bằng tử xe SC này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, phân bố được phanh điện tử EBD nhé. Và có hệ thống hỗ trợ khởi hành dốc đấy ạ, HAC ạ. Có hệ thống ổn định thân xe này, hệ thống mã hóa động cơ chống trộm này. Đó. Và có hệ thống kiểm soát được kéo nhé, rất là tuyệt vời anh em. Về túi khí bản này sẽ là có 2 túi khí thôi ạ. Duy nhất có bản đặc biệt mới có 6 túi khí nhé. Về màu xe mình sẽ là tổng sẽ có 6 màu ạ. Gồm có màu đỏ như mình đang xem đấy nhé. Và màu trắng này, màu bạc này, màu vàng cát, màu vàng be và màu đen ạ. Tổng sẽ có 6 màu ạ. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này và những tính năng option của chiếc xe này Accent số sàn bản đủ rất là chi tiết cụ thể để cho anh em có sự chuẩn bị tài chính mình tốt nhất để mua chiếc xe này hay cần phải mua những bản cao cấp hơn. Và em đã giới thiệu cho anh em về những tính năng option nó phù hợp cả nhu cầu đi lại hay là sử dụng mình không. Thì em xin phép này, video này em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cũng như là review về xe cho anh em một cách liên tục để cho anh em có sự so sánh, sự chuẩn bị của mình tốt nhất. Ok, vậy thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.